bao nhiêu thì bán hết bấy nhiêu rồi, còn lại một ít thôi. Cái bốn hả? Chín tháng 4 năm 2023 ha, thì mình đang có mặt tại chợ Cá Kiển Phượng Hoàng ở Đồ Lộ Cái Thiêu, Hòa Khánh đó. Thì mình sẽ giới thiệu dàn cá sim, cá phướng của chợ Cá Kiển ha. Thì thông thường thì cá rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là cá ông sản xuất bao nhiêu thì ông bán hết bấy nhiêu rồi, còn lại còn một ít thôi đó. Thì mình sẽ quay số lượng ít còn lại cho mọi người xem, có bao nhiêu mình quay nhiêu nha mọi người. Cá thì ông chú cũng bán rất là đa dạng, tại vì ông ép cho sinh sản xong rồi lên keo, lên keo rồi bán luôn. Hết cá hả chú? Dạ. Chưa nóng quá ha, lúc này mùa hè nóng nực. Ô chú đó làm gì vậy? Chặn hồ cá về. Gì không? Đây cái con cá của ông chú cũng bán. Cá bổn khác xa với cá thường. Ủa gì hả? Cá bổn đó. Cái này là cá bổn hả? Toàn là cá bổn không hả chú? Cá bổn. Còn mấy hàng trên này là cá gì? Phướng. Phướng và bổn hả? Dàn cá phướng và cá bổn nè mọi người. Đây là phướng. Cá phướng và cá bổn. Cái sim ngoài thị trường nay nó lạc giống bậy bạ. Cái sim bữa nay lạc giống hả chú? Thì là cái hàng dưới này là cá bổn. Wow, cá bổn hồi nãy giờ mình quay cho mọi người, đây là cá bổn không nè mọi người. Đó, cá bổn và cá phướng. Sim thường là chú bán nhiêu? 15 ngàn. Sim thường là 15 ngàn hả? Còn mấy con bổn là phải bán mắc hơn hả? Bổn con cá giống của nó mấy trăm ngàn mình chứ. Dạ đúng rồi. Đây là cái hồ cá này cá gì quá trời nữa. Nó đẻ con nhóc luôn nè chú. Chân trâu bên đây nữa nè. Quá trời luôn. Bể màu hả? Này bể màu. Đây ông chú cũng đang thay nước hả chú? Lọc nước cho nó hay sao? Hút cặn hả? Hay vậy? Hút bằng cái ống vậy đó hả? Lâu lâu mình mới thay lần hay là hồ dơ mình mới thay thôi? Lâu khi nào nước nó hư mới thay. Dạ. Không không thay hoài. Hút cần hàng ngày là nước nó lâu dơ lắm. Dạ. Đây tiếp tục thì mình sẽ trình làng cho mọi người thêm một cái dàn cá. Ở trong đây là ông chú ông để trong đây ha. Nè nãy ông để ngoài trại, còn nãy ông để trong nhà nè, mới có con beta đó. Thường thường thì ông chú ông hay có thói quen là ông sắp xếp giữa cá trống và cá mái, ông để xen kẽ mọi người. Đẹp quá. Cá ông chú là cá đẹp không? Hàng tuyển của ông chú mà. Con này đen hồi lùi luôn nè. Chừa mấy con này cũng làm ép giống. Cũng nhần gà. Màu đỏ nè. Xanh. Nó quét luôn. Ở đây cũng còn một cái hàng cá nữa nè mọi người. Đẹp quá.
sim, sim về bổ. Thấy con này cái bổ. Này chú để sát tường quá nên mình khó quay cho mọi người xem. Như là cái nước nó hơi bị đục. Lướt qua sơ thôi. Hơi khó quan sát. Ủa mấy cái hồ này không còn cá nào hết trơn hả chú? Hồ đó ta mới chuyển đi cho gà cá bổn. Chuyển đi để gà cá bổn. Chuyển lớn rồi chưa ra hồ luôn. Ủa cái này ông hứng miếng vợt vậy luôn hả? Thì tôi mới lượt cặn được chứ mày. Dạ. Vậy cái phân của nó này, phân của nó là máy nó đâu hút được. Dạ. Ra mình phải hút ra nước nó trong, không dơ. Lọc nước. Lọc vậy hay quá ha. Ủa để vô vậy lại chảy ra hả chú? Ừ. Hay vậy ta. Thì đầu tiên mày phải hút. Hút ra xong bắt đầu chuyển qua hồ kia mình bích cái ống lại thì nó nướng còn nằm trong đớp. Nè. Mình hút vô miệng mình thấy không? Ừ. Hút một lần thôi rồi bắt đầu mỗi lần chuyển hồ mình bích nó lại thì nó. Dạ. Yeah. Qua kia này tiếp tục ra nữa. Nếu về trời nóng quá ha. Mà cái đìa bông súng của ông chú ông nuôi mấy con cá kiển với cá mái. Này, này nở bông quá trời luôn, bên đây có sen nữa kìa. Nhiều cá chưa luôn nè mọi người. Dòng cái vẹo ở trên đó kìa. Trời, ở đây cá quá trời luôn. Một vèo luôn nè. Đó. Nhiều nhúc nguyên một bầy luôn. Đây mấy con cá mái, cá sim, cá bổn gì ở đây nè. Lội kìa.